Nhiều người trong chúng ta ngày nay thường nhắc đến tự nhiên với sự trìu mến, tạo cảm giác về một thế giới thanh bình, êm đềm và lành mạnh. Nhưng khi đối mặt với thực tế, tự nhiên có thể mang một bộ mặt hoàn toàn khác. Dữ dội và tàn nhẫn, chỉ có kẻ mạnh hoặc chỉ có kẻ may mắn mới sống sót. Những kẻ xui xẻo thậm chí có thể chưa kịp thấy ánh mặt trời. Vào cuối thế kỷ 20, trong một nghiên cứu phân tích các cá thể khủng long Maiasaur thuộc đủ mọi độ tuổi, các nhà nghiên cứu nhận thấy tử suất của những con khủng long non trong năm đầu đời của chúng có thể lên đến 90%, nghĩa là cứ 10 con khủng long nở ra từ trứng thì chỉ có một con sống sót. Đáng buồn hơn, người ta còn tìm thấy có những cá thể còn chưa kịp nở ra khỏi trứng. Điều tương tự cũng được quan sát thấy ở một số hóa thạch khác với những cái phôi còn nằm nguyên vẹn trong vỏ trứng như đang chờ được nở ra, nhưng điều đó vĩnh viễn không đến. Nhưng đó cũng là một điều hiếm gặp. Ở phần lớn những quả trứng khủng long hóa thạch được tìm thấy, những gì bên trong dường như đã bốc hơi, để lại mặt trong vỏ trứng đã hóa thành những tinh thể lấp lánh. Tự nhiên thật sự vô cùng tàn nhẫn, càng không có cái gọi là lòng thương đối với con non của bất kỳ giống loài nào. Tất cả đều bình đẳng trước sự tàn nhẫn vô tình đó. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu câu chuyện về những hóa thạch đặc biệt này, những quả trứng khủng long, những quả trứng chưa từng nở. Tôi là Dinoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long Cổ Dài. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Video mới sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Vào năm 2001, tại Tucson ở bang Arizona, Mỹ, Terry Manning, khi đó là một kỹ thuật viên cổ sinh nghiệp dư, đã quyết định tham gia một buổi đấu giá kín với kỳ vọng sẽ mua được một số hóa thạch khủng long phục vụ cho nghiên cứu của mình. Khi cuộc đấu giá bắt đầu, một mẫu vật đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của ông. Đó là một quả trứng khủng long, nhưng không giống như quả trứng khủng long mà Manning từng thấy trước đó. Bên trong nó dường như có thứ giống như hộp sò của một con khủng long nhỏ. Biết rằng đây là một mẫu vật quý hiếm, Manning đã dốc toàn bộ tiền túi để mua mẫu vật này về, cũng là ngăn nó rơi vào tay một nhà sưu tầm thiếu hiểu biết. Khi đã có mẫu vật trong tay, Manning bắt đầu sử dụng một kỹ thuật đặc biệt do ông tự phát triển, một kiểu khắc axit giúp loại bỏ 10 micromet đá khỏi mẫu vật mỗi ngày. Dần dần thì chiếc hộp sọ bên trong lộ diện hoàn toàn, và Manning biết ông đã chạm tay vào một mẫu vật vô giá. Chiếc hộp sọ còn giữ nguyên hình dạng 3 chiều của một con khủng long sauropod còn trong trứng đầu tiên trên thế giới. Theo những thông tin mà Manning thu thập được, hóa thạch này đã bị buôn lậu về Argentina trước khi đến Mỹ. Nếu Manning không phát hiện ra nó, quả trứng này có thể sẽ biến mất mãi mãi trong một bộ sưu tập tư nhân nào đó, và thế giới có thể sẽ không biết đến sự tồn tại của nó. Theo các nhà khoa học, đây là con non còn trong trứng của một loài khủng long cổ dài thuộc nhóm khủng long hộ pháp Titanosauria, từng sống ở Argentina cách đây 80 triệu năm trước. Điều bất ngờ chưa từng được biết đến khi nghiên cứu hóa thạch này là một cấu trúc giống như sừng mọc trên mũi của con khủng long. Bên cạnh đó là cặp mắt hướng về phía trước nhiều hơn, hốc mắt cũng rất to. Đây là những đặc điểm không được quan sát thấy trên hóa thạch của những cá thể khủng long hộ pháp trưởng thành. Vì thế các nhà khoa học cũng phỏng đoán rằng khủng long hộ pháp non có nhiều khác biệt về ngoại hình so với các cá thể trưởng thành. Cái sừng khi còn nhỏ có thể dùng để mở vỏ trứng suy ra, hoặc cũng có thể là một thứ vũ khí nào đó giúp chúng tự vệ trong những giai đoạn đầu đời. Cặp mắt hướng về phía trước nhiều hơn có lẽ là để phát hiện kẻ săn mồi tốt hơn. Trong khi đó thì các cá thể khủng long hộ pháp với kích thước khổng lồ của chúng khi trưởng thành không cần quan tâm đến kẻ săn mồi lắm, nên cặp mắt của chúng sẽ hướng về hai bên, một đặc điểm thuận tiện cho việc di chuyển theo đàn. Terry Manning sau đó đã quyết định tặng mẫu vật này cho một bảo tàng địa phương ở Argentina, đất nước quê hương của hóa thạch, để người dân và du khách quốc tế có thể chiêm ngưỡng mẫu vật này. Hơn một thập niên sau, tại Trung Quốc, các nhà cổ sinh vật học cũng có một phát hiện với tầm quan trọng tương tự. Công ty đá Anh Lương là một công ty khai thác đá hoạt động tại các mỏ đá trên địa bàn thành phố Cám Châu, tỉnh Giang Tây ở Trung Quốc. Điều đặc biệt là tại các mỏ đá trên địa bàn Cám Châu, người ta đã phát hiện ra nhiều hóa thạch khủng long, trong đó nhiều nhất là trứng khủng long. Hóa thạch trứng khủng long nhiều đến nỗi, người ta phải dành một phòng chứa riêng cho những hóa thạch này ở trụ sở công ty tại thành phố Hạ Môn. Năm 2015, công ty Anh Lương quyết định sẽ xây dựng một bảo tàng lịch sử tự nhiên nhằm trưng bày các hiện vật được phát hiện tại các mỏ đá của công ty. Đến lúc này thì những hóa thạch năm xưa mới được lôi ra phân tích để xem giá trị của chúng đến đâu, trong đó có những quả trứng được phát hiện tại Cám Châu. Trong quá trình xử lý và phân tích, một kỹ thuật viên đã vô tình làm vỡ một mảnh vỏ của một quả trứng. Thế nhưng, sai lầm đó lại dẫn đến một trong những phát hiện vĩ đại nhất của ngành cổ sinh Trung Quốc. Vì bên trong lớp vỏ đó không phải là những tinh thể canxit thường thấy bên trong các quả trứng hóa thạch, mà là xương. Ngay trong khoảnh khắc ấy thì đội ngũ bảo tàng nhận ra rất có thể có một cái phôi ở bên trong. Hiểu được giá trị của phát hiện này, họ đã cẩn thận bóc tách một bên vỏ của quả trứng hóa thạch và làm sạch phần trầm tích còn đọng lại bên trong quả trứng.
Những gì được hé lộ đã khiến tất cả những ai có mặt phải kinh ngạc, một bộ xương khủng long non của nguyên vẹn. Đội ngũ của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Anh Lương đã ngay lập tức liên hệ với một trong những chuyên gia về khủng long hàng đầu Trung Quốc là ông Hình Lập Đạt. Bằng con mắt của người trong nghề, ông Hình Lập Đạt đoán ngay đây là phôi khủng long của một loài thuộc nhóm Oviraptorosauria, gồm những loài khủng long có lông vũ, không răng và mỏ giống chim. Đại diện của chúng là loài Oviraptor nổi tiếng. Con khủng long non có vẻ đã phát triển tốt, hình thành đầy đủ và đặc biệt hơn. Nó còn giữ nguyên tư thế chúc đầu ở giữa hai chi sau, một đặc điểm có thể thấy ở các phôi thai chim sắp nở. Có lẽ chỉ còn vài ngày nữa là nó sẽ chào đời cùng các anh chị em của mình, nhưng một thảm họa tự nhiên đã khiến điều đó không bao giờ xảy ra. Đó có thể là thảm họa với lũ khủng long, nhưng lại là một may mắn cho ngành cổ sinh của nhân loại. Sự tồn tại của những hóa thạch như vậy càng góp phần chứng minh mối liên hệ gần gũi giữa khủng long phi điểu và chim. Để kỷ niệm thì các nhà khoa học đã gọi hóa thạch này là Anh Lương Bảo Bảo, tức em bé Anh Lương, theo tên của công ty đá Anh Lương. Và đây cũng là hóa thạch phôi khủng long hoàn hảo nhất từng được tìm thấy trong lịch sử. Nói về sự giống nhau giữa chim và khủng long phi điểu cổ đại, chúng ta không thể không kể đến hành vi chăm sóc trứng và con non ở khủng long phi điểu, được chứng minh qua những hóa thạch khủng long bố mẹ chết trong tư thế đang giang tay bảo vệ tổ trứng của mình. Vào năm 1995, các nhà cổ sinh vật học công bố với thế giới một trong những hóa thạch buồn nhất từng được phát hiện. Đó là hóa thạch của một con khủng long có họ hàng với Oviraptor và về sau được các nhà khoa học đặt danh pháp là City Party, theo tên của một vị thần hộ mệnh trong Phật giáo Tây Tạng. Họ đặt tên như vậy là có lý do cả. Bởi dưới đôi tay của mình, con khủng long này đang che chở cho rất nhiều quả trứng, giống như cách mà các loài chim ngày nay che chở cho ổ trứng của chúng. Và người ta đã gọi hóa thạch này là Big Mama, tức người mẹ vĩ đại. Bên cạnh những hóa thạch như Big Mama thì người ta còn tìm thấy các ổ trứng khủng long được sắp xếp một cách rất ngăn nắp và trật tự, cho thấy mức độ chăm sóc rất cao mà khủng long bố mẹ dành cho những đứa con sắp chào đời. Sự bảo vệ và chăm sóc cho chúng ta một cảm giác nhất định về tình yêu thương ở những sinh vật đã tuyệt chủng hàng chục triệu năm trước, dù rằng tình thương đó cũng không thể chiến thắng được sức mạnh của tự nhiên tàn nhẫn và vô tình. Không chỉ tỷ suất cao khi còn là con non, tỷ lệ khủng long nở thành công từ những quả trứng cũng là một câu chuyện buồn. Một phần lớn khủng long còn trong trứng không có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nguyên nhân đơn giản là bởi tự nhiên vốn đã khắc nghiệt thì trong đại chúng sinh lại còn khắc nghiệt hơn nhiều. Trứng là một nguồn dinh dưỡng khá dễ dàng cho những kẻ săn mồi ở thời đại khủng long. Bởi theo các nhà cổ sinh vật học, một số loài khủng long không có tập tính chăm sóc trứng và còn non, nhất là các loài khủng long sauropod khổng lồ. Chúng chỉ đơn giản là để thật nhiều trứng để nâng số lượng trứng có khả năng tồn tại cho đến khi con non nở ra. Ngoài ra, do không ấp trứng, một số loài khủng long cần nguồn nhiệt khác để giữ ấm cho trứng. Có những phát hiện cho thấy các loài khủng long sauropod thích đẻ trứng gần những nơi có hơi nóng hoặc núi lửa, ở đó đã có sẵn nhiệt độ thích hợp cho những quả trứng. Tuy nhiên, rủi ro đương nhiên là có, bởi một trận phun trào núi lửa cũng sẽ khiến những quả trứng này bị chôn vùi mãi mãi. Điều đó lý giải tại sao người ta từng tìm thấy rất nhiều ổ trứng khủng long bị chôn vùi hoàn toàn dưới các lớp trầm tích núi lửa. Chẳng hạn như một phát hiện ở Ấn Độ mới đây, với cả trăm tổ trứng khủng long nằm gần nhau và cả nghìn quả trứng sẽ mãi mãi không bao giờ nở. Hầu hết các quả trứng khủng long này cũng không xác định được cha mẹ của chúng là loài khủng long nào. Các nhà khoa học thường chỉ có thể dựa vào hình dạng, kích thước để phân loại và phỏng đoán nhóm khủng long mà chúng thuộc về, tạo thành một hệ thống phân loại riêng dành cho hóa thạch, cũng có loài, chi và họ. Chẳng hạn như chi Spherolithus thường bao gồm những quả trứng có hình cầu, hay chi Elongatulithus là những quả trứng có hình dạng khuôn dài, có lẽ là do những loài khủng long Oviraptorosauria đẻ ra. Bằng những phương pháp hiện đại và mới mẻ, cùng sự tỉ mỉ của các nhà cổ sinh vật học, chúng ta đang khiến những quả trứng hóa đá kể về câu chuyện của chúng. Những câu chuyện có thể đau lòng, nhưng cũng hàm chứa nhiều lời giải cho các bí ẩn về sự sống và tiến hóa mà nhân loại muốn biết. Khủng long đã sống như thế nào? Sinh sản ra sao? Vì sao toàn bộ khủng long phi điểu tuyệt chủng, trong khi chim lại sống sót? Điều đó có thể nào liên quan đến những quả trứng chưa nở hay không? Gần đây có giả thuyết cho rằng, việc chim có mỏ không răng là một nhân tố quan trọng giúp chúng sinh tồn tốt hơn khủng long phi điểu. Bởi việc không có răng giúp chúng tiết kiệm thời gian ở trong trứng hơn, nở ra nhanh hơn và từ đó tăng tỷ lệ sống sót của con non. Những con khủng long phi điểu, do thời gian ở trong trứng lâu hơn, dễ dàng trở thành nạn nhân của kẻ săn mồi, của thảm họa tự nhiên. Nghe cũng có vẻ hợp lý, nhưng sẽ cần nhiều bằng chứng hơn để có thể khẳng định. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để không bỏ lỡ các video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.